bị lật. Quốc lộ 1 từ cầu Cổ Cò đến ngã ba An Thái Trung, Tiền Giang, thính giả phản ánh có tình trạng ùn xe tại đây. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Long Thành, tỉnh Đồng Nai hướng đi thành phố, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Còn về tình hình giao thông ở khu vực phía Bắc và đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội, chúng tôi có thông tin đưa về từ thính giả báo về ở vành đai 3 trên cao đoạn qua Bixi Thăng Long. Có xe taxi gặp sự cố và giao thông gặp cản trở qua đây. Đó là vành đai 3 trên cao đoạn qua Bixi Thăng Long. Thính giả phản ánh là có xe taxi gặp sự cố và giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Trước đó là cây cầu Thanh Trì, vẫn có rất nhiều thính giả phản ánh về tình trạng khó khăn cầu Thanh Trì, giao thông gặp khó. Mới nhất, một thính giả phản ánh là khó khăn trên cầu Thanh Trì giờ đã xuất hiện theo cả hai chiều rồi. Khuyến cáo các bác tài nếu có thể chúng ta đổi lộ trình. Cầu Thanh Trì giao thông vẫn đang gặp khó theo cả hai chiều. Cầu Nhật Tân gần lối rẽ ra đường An Dương Vương có xe 16 chỗ gặp sự cố, giao thông cũng đang gặp cản trở qua đây. Rất cảm ơn các thính giả đã nhiệt tình báo tin giao thông. Chúng tôi chuyển qua một số thông tin khác. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, sự bùng phát lần thứ 3 của đại dịch COVID-19 làm suy giảm đà phục hồi của thị trường lao động đã đạt được trong quý 2 cuối năm ngoái, đồng thời khiến nhiều người lao động, đặc biệt là phụ nữ, trở thành lao động có việc làm phi chính thức. Bộ Quốc phòng vừa khai trương cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng tại địa chỉ dịchvucong.mod.gov.vn, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 29 thủ tục hành chính trên 6 lĩnh vực. Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tập trung nhân vật lực đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án chống ngập trên địa bàn thành phố. Dự kiến các dự án sẽ hoàn thành trước dịp lễ 30 tháng 4, giúp người dân thoát cảnh ngập trong mùa mưa năm nay. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu nhà chức trách hàng không hạn chế số người đón tiễn tại các sân bay, đặc biệt là sân bay Nội Bài Tân Sơn Nhất, để tránh tình trạng quá tải. Tổng công ty Hàng không Việt Nam trước mắt đang phải bố trí nhân lực để đảm bảo an toàn và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong các ngày cao điểm trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Những thông tin mới chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay trở lại cập nhật trong các bản tin 91. Mời quý vị cùng lắng nghe. FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà sinh sống kết hợp sản xuất kinh doanh của hộ gia đình theo đúng quy định của pháp luật, Công an thành phố Hà Nội kiến nghị chủ hộ gia đình và các cá nhân thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau. 1. Trách nhiệm của chủ hộ gia đình. Đôn đốc nhắc nhở thành viên trong gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy nổ. Phối hợp với cơ quan, tổ chức và hộ gia đình khác trong việc đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ gây cháy nổ. 2. Trách nhiệm của mỗi cá nhân. Chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền. Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và chữa cháy, biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng. Đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản sử dụng chất cháy. Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Thực hiện quy định khác có liên quan đến trách nhiệm cá nhân của luật phòng cháy và chữa cháy. 3. Điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất kinh doanh. Phải bố trí hệ thống điện, bếp, đun nấu, nơi thờ cúng đảm bảo an toàn. Các chất dễ cháy nổ phải để sang nguồn lửa, nguồn nhiệt. Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy. Có nội quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Phải đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy chuẩn Việt Nam số 06/2020 của Bộ Xây dựng về các điều kiện liên quan giao thông, khoảng cách phòng cháy chữa cháy, giải pháp thoát nạn, đặc biệt phải có giải pháp ngăn cháy, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất kinh doanh. Hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa chất dễ cháy, hàng hóa đựng trong bao bì cháy được hoặc hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất kinh doanh khác mà được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy như đối với cơ sở theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 136/2020 ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.
Công an thành phố Hà Nội sẽ phối hợp chính quyền địa phương các cấp để tổ chức kiểm tra xử lý các vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật. FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Cần phải làm gì khi trẻ em bị bạo hành, xâm hại? Cần phải làm gì khi trẻ em bị lạm dụng, bóc lột hay bị đánh đập? Cần phải làm gì khi con em mình cảm thấy cô đơn, cần người tâm sự? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong chương trình 1 giờ đường dây nóng, phát sóng từ 16 giờ đến 17 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz. 1 giờ đường dây nóng, chương trình phát thanh vì mục đích bảo vệ và đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện. Để tham gia chương trình 1 giờ đường dây nóng, hãy gọi Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 hoặc kênh VOV Giao thông 02437 919191. 1 giờ đường dây nóng, 60 phút lắng nghe để bảo vệ trẻ em. Một giờ đường dây nóng. Một giờ đường dây nóng. Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Một giờ đường dây nóng được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chương trình của chúng tôi cũng đang đồng thời được phát trực tiếp trên fanpage là Một giờ đường dây nóng. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn vì luôn đồng hành cùng với chương trình vào buổi chiều Chủ nhật hàng tuần. Và hy vọng trong một tiếng sắp tới chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau thật nhiều những thông tin liên quan đến công tác về bảo vệ trẻ em. Và hôm nay chủ đề của chúng ta đó là cần chấm dứt việc học sinh bị ép lên lớp, liên quan đến câu chuyện mà học sinh lớp 6 mà vẫn không thể đọc được, viết được và rất nhiều hệ lụy của nó. Hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng ta. Tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả, xin chào biên tập viên Xuân Tú. Dạ vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Và vị khách mời thứ hai, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các khoa học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng, xin chào MC Xuân Tú, xin chào quý thính giả của VOV Giao thông và xin chào thầy Thái Văn Tài. Dạ vâng. Với hai vị khách mời hôm nay thì như cũng đã nói trên fanpage cùng với quý vị là mọi câu hỏi, mọi vấn đề quý vị đặt ra, quý vị có thể cùng gọi về số 02437 919191, sẽ cùng với hai vị khách mời trao đổi trong chương trình hôm nay. Và chúng tôi đang cố gắng để nối máy với nhân viên Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 của Cục Trẻ Em để gửi đến quý vị những thông tin cập nhật liên quan đến Tổng đài trong vòng 7 ngày qua. Và xin quý vị chờ trong ít phút nữa, chúng tôi sẽ liên lạc và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật từ Tổng đài. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính của chương trình hôm nay. Và như đã nói, hôm nay chúng ta bàn về câu chuyện một học sinh lớp 6 mà không thể đọc được, không thể viết được, cùng với rất nhiều những vấn đề liên quan. Cụ thể là tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, đã có một học sinh lớp 6 cho biết với phóng viên báo chí là em không thể đọc thông viết thạo. Và chúng tôi cũng nói rằng một lần nữa sự việc được nhắc tới bởi vào các năm 2016 tại Quảng Bình, Sóc Trăng, rồi 2019 tại Gia Lai, Hậu Giang cũng đã từng xảy ra câu chuyện tương tự. Câu hỏi là tại sao tình trạng này vẫn tái diễn và giải pháp mà tính then chốt là gì? Chúng tôi có một phần tổng hợp nhanh, xin mời hai vị khách mời cùng quý thính giả cùng nghe ngay bây giờ. Một giờ đường dây nóng, 60 phút lắng nghe để bảo vệ trẻ em. Thực sự là mình cũng không hiểu cái công tác kiểm tra đánh giá của nhà trường thế nào ấy, mà xảy ra cái tình huống học tới lớp 6 mà trẻ lại không thể đọc viết được. Mình thì luôn tin là thầy cô có trách nhiệm và cũng luôn đau đáu với cái công tác dạy học. Và nếu mà không vì cái sức ép lớn liên quan đến cái thành tích ấy, thì có lẽ các em học sinh đó sẽ được ngồi đúng lớp hơn. Bây giờ vấn đề là làm gì với các em đã học tới cấp 2 mà lại không biết đọc? Để các em bỏ học thì không được, nhưng mà học tiếp thì học kiểu gì? Đây là một cái vấn đề rất là khó để giải quyết. Vừa rồi là những ý kiến của các giáo viên khi biết sự việc học sinh lớp 6 tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp không thể đọc thông viết thạo. Các thầy cô đều tỏ ra ngạc nhiên, đi kèm là những trăn trở về công tác dạy học hiện nay. Dù những câu chuyện như vậy chỉ là số ít, nhưng ai cũng nhất trí rằng không thể để dù chỉ một học sinh phải chịu thiệt thòi trong quá trình tiếp nhận kiến thức.
Về sự việc tại Đồng Tháp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường nhằm chấn chỉnh tình trạng học sinh không đảm bảo chuẩn kiến thức và kỹ năng. Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp cũng yêu cầu các trường không giao chỉ tiêu học sinh lên lớp cho giáo viên và không sử dụng tiêu chí này làm điều kiện cứng hay khống chế trong đánh giá, xếp loại và xét thi đua khen thưởng vào cuối năm học. Như vậy có thể thấy áp lực về thành tích đó lại liên quan trực tiếp đến công việc của họ đang khiến giáo viên một số trường chưa hoàn thành tốt trách nhiệm về học sinh của mình. Đây cũng là điều đáng bàn, cần sớm được giải quyết để học sinh có quyền được học lại những gì mà các em chưa hiểu rõ. Những học sinh bị ép phải lên lớp dù ngồi học chẳng hiểu gì chắc chắn rất chán nản, buồn bã. Nhiều em đã bỏ học. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai các em khi mà học tập là con đường tốt nhất giúp các em vươn lên khỏi hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình? 1 giờ đường dây nóng, 60 phút lắng nghe để bảo vệ trẻ em. Qua phần tổng hợp nhanh vừa rồi thì hy vọng quý vị cũng nắm được sơ bộ về câu chuyện hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận, và quý vị nếu có những câu hỏi hãy gọi về số 02437919191 hoặc để lại phần bình luận trực tiếp dưới bài phát trên fanpage 1 giờ đường dây nóng. Và chúng tôi thì trước khi đến với cuộc trao đổi thì như đã nói đã kết nối được với tổng đài 111 để cùng cập nhật xem là trong một tuần vừa qua tổng đài đã tiếp nhận những vụ việc gì liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em. Đây là một vấn đề mà người dân rất là quan tâm. Xin nối máy ngay với chị Mai Quyên ạ. Xin chào chị Quyên. Dạ vâng, xin chào anh Xuân Tú, xin chào quý vị khán giả nghe đài ạ. Vâng, xin mời chị cùng cập nhật cho thính giả biết trong 7 ngày qua tổng đài đã tiếp nhận những vụ việc nào đáng chú ý ạ. Vâng, trong tuần vừa qua thì tổng đài 111 đã tiếp nhận 6.221 cuộc gọi, trong đó thì tư vấn can thiệp 537 trường hợp. Có 2 trường hợp đáng chú ý, một là một trường hợp ở Lào Cai, ở Lai Châu ạ, một cháu bé 14 tuổi, người dân tộc và cháu đang chuẩn bị kết hôn. Tổng đài sau khi mà tiếp nhận thông tin thì được biết là cháu không muốn lấy chồng nhưng mà bố mẹ vẫn muốn cho cháu lấy chồng. Thì chúng tôi đã kết nối can thiệp hỗ trợ cho trẻ và sự việc hiện tại vẫn đang được xác minh để có thể những biện pháp hỗ trợ cho trẻ ạ. Trường hợp thứ hai là một cháu bé sinh năm 2009 ở Sóc Trăng. Cháu này bị người bạn làm cùng với bố xâm hại tình dục. Đối tượng sau khi mà thực hiện hành vi xâm hại cháu thì đã dọa là sẽ giết nếu cháu nói với ai đó và hứa sẽ mua điện thoại cho cháu. Thì hiện tại thì cháu sau khi tiếp nhận thông tin thì tổng đài cũng đã kết nối với cán bộ địa phương để xác minh và sẽ có biện pháp can thiệp hỗ trợ cho trẻ ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Quyên. Đều là những vụ việc rất là nóng và hy vọng với những thông tin mà quý vị biết được, quý vị hãy gọi về số 111 để sớm bảo vệ trẻ em. Còn bây giờ trở lại luôn với nội dung của chương trình hôm nay. Có lẽ là quý vị cũng đang rất nóng lòng được trao đổi cùng với chúng tôi, và nội dung đầu tiên xin hỏi hai vị khách mời đó là suy nghĩ gì về thực trạng vẫn có những em học sinh học hết cấp 1 mà đến giờ vẫn được báo chí tìm ra đó là không thể đọc thông viết thạo như những gì chúng ta đã biết. Xin ý kiến của ông Tài trước ạ. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Xuân Tố và kính chào quý khán giả. Thì khi mà được thông tin từ phản ánh từ phương tiện truyền thông thì về phía quản lý nhà nước thì bản thân cá nhân tôi là tìm hiểu lại tất cả những cái quy định về mặt pháp luật cũng như là các cái quy phạm pháp luật. Thì hiện nay cũng xin được cung cấp với quý vị khán giả như thế này. Hiện nay thì chúng ta đang thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học là thực hiện theo đúng với các cái văn bản quy phạm pháp luật như sau. Trước hết là chương trình giáo dục phổ thông song song với chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình 2000. Thứ hai là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia là phổ cập giáo dục tiểu học. Và thứ ba là thực hiện các cái văn bản quy định trách nhiệm của nhà trường như là điều lệ, các cái thông tư đánh giá. Thì tôi khẳng định rằng là tất cả những cái nội dung các cái văn bản nói trên, chúng tôi đã tính đến tất cả công tác quản lý từ các khâu. Tôi lấy ví dụ từ tổ chức lớp học. Thì chúng ta thấy rằng là tổ chức lớp học rất là linh hoạt. Ví dụ như là các em học sinh tiểu học hiện nay thì học 2 buổi trên ngày. Vì vậy trên là các thầy cô có đủ thời gian, không gian để làm sao phân loại học sinh ra đối với từng năng lực để giúp cho các em có những cái yêu cầu cần đạt, đạt được cái yêu cầu cần đạt của chương trình. Cái thứ hai là theo quy định của phổ cập giáo dục thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có các cái quy định. Thứ nhất là huy động 100% trẻ trong độ tuổi, tức là 6 tuổi vào lớp 1. Thứ hai là tính hiệu quả về giáo dục trong 5 năm thì cái tỷ lệ học sinh học xong cấp tiểu học, tức là 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, cũng không phải yêu cầu đạt tỷ lệ quá cao, phải là 100% mới đạt được cái tỷ lệ công nhận phổ cập. Mà nếu có học sinh đến 14 tuổi mà vẫn
hoàn thành được chương trình giáo dục tiểu học thì đó cũng là một trong những tiêu chí. Rồi cái thứ ba là điều lệ trường tiểu học thì có quy định trách nhiệm của giáo viên là đánh giá thường xuyên các em dựa trên cái sự tiến bộ của từng em đấy. Và có sự bàn giao chất lượng từ lớp trên đến lớp dưới lên lớp trên, tức là lớp 2 thì nghiệm thu của lớp 1, lớp 3 thì xuống nghiệm thu lớp 2. Thậm chí rằng là các trường trung học cơ sở là xuống cùng với trường tiểu học tìm hiểu đối tượng để nghiệm thu và nhận cái bàn giao chất lượng. Như vậy thì tất cả những cái văn bản quy định và các cái công cụ quản lý thì chúng tôi thấy rằng là tận đến giáo viên, đến hiệu trưởng, đến từng trường. Nhưng mà thực tế mà nói rằng là các cái trường hợp xảy ra ở Tân Bỉ Đồng Tháp thì chúng tôi thấy rằng là đây là một cái điều mà chúng ta phải có những cái suy nghĩ rất nghiêm túc về trách nhiệm của các cấp. Vâng. Trước hết chúng ta thấy rằng là cái thiệt thòi là thuộc về các em. Cái thứ hai là chúng ta thấy rằng là cái công tác quản lý ở đây chúng ta phải rất là rõ giữa các cái khâu. Thì chúng tôi tìm hiểu các em này thì đều có những cái hoàn cảnh nó cũng là một, có thể nói là hơi thiệt thòi. Có em thì ở với bố mẹ đi làm xa, có em thì lại ở với bố mẹ ly hôn và ở với bố với vợ của bố mới. Rồi có em thì ở nhà với bà, cũng có em ở nhà với bố mẹ bình thường. Đấy, và các em này thì cũng đều được là đánh giá ở tiểu học là ít nhất một lần ở lại trong lớp 1. Nhưng mà nếu chúng ta làm tốt hơn cái công tác đánh giá thường xuyên cũng như là làm tốt hơn cái việc mà quản lý của các cấp như là hiệu trưởng và giáo viên trong cái trách nhiệm bàn giao thì chúng tôi thấy rằng là chắc chắn là tình huống này chúng ta phát hiện được và có phương án khắc phục. Nói tóm lại chúng tôi thấy rất là đáng tiếc và chúng ta cần có những cái suy nghĩ nghiêm túc để đề ra cái giải pháp. Thì chúng tôi đánh giá cao cái việc vào cuộc kịp thời đối với Sở Giáo dục Đồng Tháp ban hành ngay và có những đoàn kiểm tra của hội đồng cũng như là của Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc rất nghiêm túc đối với các cái trường hợp này. Dạ vâng. Thế còn ý kiến của ông Nam thì sao ạ? Thì thực ra là cái sự kiện này thì thầy Tài cũng đã có phân tích rồi. Tôi nghĩ rằng là mọi người thì có đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến cái vấn đề là bệnh thành tích hay là trình độ của giáo viên hay là áp lực học tập hoặc là cái kiểm tra đánh giá nó không thực chất. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nên nghĩ rộng ra, nó còn có nhiều thứ khác nữa. Nó có thể nó liên quan đến cả cái năng lực học tập của các em, cái sự không quan tâm đầu tư của gia đình hoặc là thậm chí các cái vấn đề về tâm bệnh học nữa. Nhưng mà rõ ràng ở đây thì tôi đồng ý cái quan điểm của ông Tài là chúng ta đã có một cái sự là không thực sự tập trung vào người học, trong khi là giáo dục của chúng ta đang nói là phải tập trung vào người học thì ở đây là đã không có một cái sự tập trung vào chính các em, cho nên là dẫn đến cái hiện trạng này. Thế còn tôi cũng sẽ chia sẻ với cả quý vị ở trong những cái phần sau ấy, rằng là cái động cơ dẫn đến cái việc này nó có thể nó không xấu đâu. Tại vì ví dụ như là đối với cả một số em mà cái năng lực học tập của các em ấy không tốt ấy, cái việc mà các thầy cô ấy vẫn tạo điều kiện cho các em tới trường ngồi ở đấy, nó là một cái cơ hội tốt hơn. Chứ còn nếu mà các em phải ở nhà, bố mẹ thì như anh Tài có nói là không có quan tâm được đến các em còn có cái nguy cơ bị bỏ mặc rồi có thể là còn bị bạo hành hoặc là các cái hình thức khác nữa. Nhưng mà cũng sẽ xin lắng nghe các ý kiến và những cái câu hỏi của quý vị để mà tôi sẽ có những cái bình luận sau đó. Vâng. Và điều mà nhiều người quan tâm bây giờ thưa ông Tài là với những trường hợp học sinh là không thể đọc viết và các em cũng đã hoặc là muốn có ý định bỏ học, đã có em bỏ học rồi thì chúng ta sẽ giải quyết và hỗ trợ các em ở thời điểm này bằng những cách nào ạ? Trước hết thì chúng ta cũng phải nói rằng là trong cái quy định của tiểu học ấy thì chúng ta thấy hiến pháp và đặc biệt là luật giáo dục 2019 thì cái cấp tiểu học là cấp tiểu học bắt buộc. Đây là trình độ bắt buộc của tất cả người dân. Vì vậy trên là chúng ta thấy là cái việc mà thực hiện cái phổ cập giáo dục tiểu học hiện nay ấy, thì được các cấp chính quyền rất là quan tâm để thấy rằng là tạo mọi cơ hội học tập cho các em. Vậy thì như thầy Nam nói lúc nãy tôi rất là đồng ý. Nếu khi mà chúng ta thực hiện đồng nghĩa với tiểu học là bắt buộc và đồng nghĩa với tạo điều kiện tất cả mọi người dân được quyền được học tập qua cái trình độ của tiểu học mà chúng ta chưa giải quyết thấu đáo đến tất cả các cái việc kèm theo. Tôi đã chứng kiến những cái lớp học hòa nhập là thầy cô giáo chúng ta học một dạy 30 cháu, trong đó có một cháu bị thiểu năng về trí tuệ và đây là bị động kinh. Nếu theo quy định thì cơ quan quản lý y tế, cơ quan quản lý địa phương là có thành lập hồ sơ y tế từ cái phòng lao động thương binh xã hội, phòng y tế và bệnh viện đa khoa để thành lập cái hồ sơ của bạn đấy, bạn học sinh đấy và cho vào một cái hình thức học tập khác phù hợp hơn để đảm bảo quyền lợi học tập. Nhưng mà chính tâm lý của bố mẹ các em
lại không muốn em con biết con em không muốn tự nhận con em mình là bị khuyết tật này, bị thiểu năng. Vì vậy cho nên là không phối hợp để mà củng cố cái hồ sơ này. Cho nên là lúc này thì thầy cô giáo học sinh tiểu học lại cứ phải thực hiện một cái lớp hòa nhập. Và tôi rất là cảm động khi giáo viên đứng lớp thì khi em đó bị bệnh và phải đưa tay vào trong miệng cho em đó cắn được hỏi vì phải cắn bị lợn. Và đây chính là những cái cống hiến. Và như thầy Nam xét một góc độ nào đó thì thầy cô giáo ở tiểu học, đặc biệt là các lớp 1, lớp 2 đang rất là nhân văn và vô cùng là chia sẻ với những cái suy nghĩ rất là có thể nói rằng là chia sẻ với gia đình trong một cái tình huống cụ thể. Thì tôi thấy rằng là nếu mà khi chúng ta thực hiện ở một cái khía cạnh là tiểu học là giáo dục bắt buộc thì chúng ta đồng hành với cái quyền được học của trẻ em thì chúng ta làm tốt hơn cái việc học hòa nhập, và các cơ quan quản lý của địa phương cũng cần làm tốt hơn cái việc khi ngành giáo dục phát hiện ra đề xuất những cái trường hợp là cần phải có những cái hồ sơ y tế đầy đủ để cho các em ở môi trường tốt hơn, để phù hợp hơn, thì đây cũng là một trong những cái mà chúng tôi rất là phân vân và mong các cấp chính quyền làm tốt hơn cái việc này. Thì chắc tôi không muốn nói rằng là những em học sinh chưa được đọc biết viết này là đều là cái trường hợp đấy. Nhưng đây cũng là một trong những cái trường hợp mà bố mẹ các em cũng phải chia sẻ với ngành. Để chúng ta thấy là khi mà phân loại đối tượng học tập tốt hơn thì chính đang đảm bảo quyền lợi cho em học, em đó học tập. Qua báo chí thì chúng tôi cũng biết là những em học sinh mà không thể đọc viết đấy ạ, lớp 6 em ấy rất là tủi thân. Báo chí, các phóng viên có hỏi thì em còn rơm rơm nước mắt, nói rằng là em không biết đọc và em rất là mặc cảm, em rất là buồn và muốn bỏ học. Chắc chắn là khi mà quay trở lại học, chúng ta đưa các em vào các môi trường học khác thì về vấn đề tâm lý rồi các cái hỗ trợ khác sẽ cần phải tập trung nhiều hơn. Nhưng mà vấn đề quan trọng hay là chúng ta cần phải có một cái công tác để đánh giá một cách toàn diện để xem là những cái vấn đề mà khó đọc, khó viết này của các em ấy, nó nguyên nhân nó là gì. Nó có thể là do là các em, cái khả năng của các em ấy nó không có gọi là đạt được cái việc đó. Tức là có về tâm bệnh học thì có những em là bị rối loạn học tập, trong đấy là khó đọc, khó viết hoặc là khó tính toán. Thì về mặt năng lực trí tuệ của các em ấy có thể là nó vẫn ở cái mức trung bình thôi, nhưng mà gặp khó khăn đặc biệt ở trong cái lĩnh vực đọc hoặc là viết hoặc là tính toán. Thì với những cái trường hợp đấy thì giáo viên bình thường có cố gắng thế nào thì cũng sẽ không dạy được đâu, và phải cần có một cái sự hỗ trợ giữa cái giáo dục gọi là hòa nhập với cả những cái giáo dục đặc biệt kia. Thế hoặc nếu mà ví dụ như cái việc mà nó liên quan đến là các em không đọc không viết được là tại vì là thiếu cái sự phối hợp ở trong cái môi trường, tức là về nhà các em không có những cái điều kiện gì để mà thực hành cái việc đọc hoặc là cái việc viết chẳng hạn, thì lúc đó thì là cái môi trường thuộc về gia đình. Còn nếu mà nó liên quan đến cái việc là các em học được nhưng mà bị sang chấn về tâm lý hay làm sao đó thì chúng ta sẽ cần phải có cái hỗ trợ tâm lý để cho các em quay trở lại trường để các em hội nhập được hơn. Nhưng mà đối với các em đấy, cảm giác hoang mang là tôi hiểu, tại vì các em còn không biết là tại sao mình lại bị như thế này nữa cơ. Trong khi tất cả mọi người thì cứ tìm những cái cách thức mà có thể là quy lỗi cho bộ phận này hoặc quy lỗi cho bộ phận kia. Nhưng mà tôi thấy rằng cái công tác đánh giá về cái thực chất ngọn nguồn những trường hợp cụ thể đấy nó là như thế nào thì mình lại không có tập trung. Mà tôi phải nói thật là có rất nhiều trường hợp có thể khác nhau. Đây là mình chỉ nhân một trường hợp thôi, nhưng mà cùng là đau đầu chẳng hạn. Nhưng mà đau đầu, ông bị sốt, ông cũng đau đầu. Ông đau đầu, ông mất ngủ 3-4 ngày, ông cũng đau đầu. Ông không thể nào ông lấy có một cái biểu hiện ra là không biết đọc, biết viết mà ông quy luôn ra là bệnh thành tích, hay là ông là do là coi như cái việc đánh giá nó không tốt được. Tức là phải tùy từng trường hợp, chúng ta cần phải có cái đánh giá. Và tôi nghĩ rằng là với những cái trường hợp như thế này thì cần phải có cái vai trò của những cái người đứng đầu ấy, là tập trung vào các em và phải phát hiện được chính xác là nguyên nhân ẩn đằng sau những cái biểu hiện không biết đọc biết viết này là gì. Vậy chúng ta sẽ nói sâu hơn về trách nhiệm người đứng đầu, cụ thể là trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Tân Mỹ. Theo góc độ của ông Tài thì cần phải có hướng xử lý giải quyết như thế nào, bắt đầu từ hiệu trưởng ạ? Theo tôi được biết thì chính những người đứng đầu ngành giáo dục Đồng Tháp cũng đã có động thái và rất là cương quyết trong cái chỉ đạo của mình. Và cụ thể ở đây là đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí trưởng Ban Văn hóa Xã hội cũng đã có những cái giám sát. Để giám sát ở đây tôi hiểu là đang ở cái khía cạnh là chia sẻ với ngành và thấu hiểu với gia đình của các em học sinh để làm sao chúng ta đưa ra một cái giải pháp tổng thể. Và tôi hiểu được cái ý này từ những người đứng đầu địa phương ở Đồng Tháp. Và cũng đang rất là chia sẻ với các thầy cô mà chúng ta làm cái công tác vừa là phổ cập, nhưng lại gánh luôn cái việc là vừa là công tác dân vận cũng như là dân vận chính cho những người thân của các em học sinh đấy. Thì chúng tôi thấy rằng là
Đồng Tháp đã cung cấp cho chúng tôi đầy đủ tất cả cái hoàn cảnh gia đình của từng em học sinh. Và trước đó thì năm lớp 1 thì em ở lại rồi. Rồi sau đấy thì lên lớp 2 trong hè rèn luyện như thế nào. Lên lớp 3 như thế, tương tự như là các em, các cái hồ sơ mà của tiểu học bàn giao lên cho trung học cơ sở cũng có danh sách những em này và cần phải ghi chú là trường hợp đặc biệt như thế này. Thì tôi thấy rằng là đây là trong cái quá trình triển khai thì chúng ta nếu tìm hiểu kỹ thì thấy rằng là các cái khâu, các bước thực hiện thì thầy cô giáo cũng như là cán bộ quản lý ở đấy chúng tôi đấy thấy rằng là các thầy cô cũng đã có để ý và đã có những cái giải pháp đối với những em này. Tuy nhiên ấy, nếu chúng ta cương quyết hơn, nếu chúng ta cương quyết hơn để làm sao mà ví dụ như mà chưa đạt chuẩn hoặc là tại thời điểm đó thì chúng ta cứ mạnh dạn em đó chuyển sang một cái môi trường hoặc là một cái hình thức học tập khác. Đấy thì chắc chắn rằng là việc đầu tiên là chúng ta đang đảm bảo quyền lợi cho chính em đó. Cái thứ hai là cương quyết hơn đối với các ngành liên quan để chia sẻ với ngành giáo dục. Ví dụ như là tại thời điểm đó các thầy cô thấy rằng là riêng đối với những em này không thể lên trung học cơ sở. Thì lúc này các cấp chính quyền và để đồng thời với đó là đề nghị các cấp chính quyền là phải đánh giá lại toàn diện những cái vấn đề về thể chất, về tâm lý, về các cái yếu tố về sinh học của em này. Thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái cơ hội cũng như là cái điều kiện để chăm sóc, cũng như là giúp đỡ em này tốt hơn. Nếu như đó là về yếu tố về mặt tâm lý, hoặc là tâm sinh lý của các em đó. Hoặc là nếu trách nhiệm là bố mẹ bỏ rơi hoặc là không quan tâm thì chúng ta cũng phải làm sao đó để tăng cường cái trách nhiệm của gia đình hơn. Thế nhưng mà chúng ta lại chưa thiếu một chút cương quyết. Thì ở đây tôi một phần là chia sẻ nhưng mà phần rất là đáng không bằng lòng với cách xử lý của các thầy cô ở cái đơn vị quản lý. Thì rất mong là ngành giáo dục Đồng Tháp, các cấp liên quan vừa là chia sẻ nhưng mà cũng có những cái hình thức làm sao đó để chúng ta rút kinh nghiệm để cho các em học sinh chúng ta thế hệ từ đây trở về sau không rơi vào những cái tình huống tương tự. Vâng, và tôi cũng có thêm một thông tin ở đây theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ đó ạ, là khi mà phóng viên đến gặp thầy La Thành Dũng là hiệu trưởng của trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Tân Mỹ thì thầy Dũng này ban đầu cũng cho rằng các em chỉ là học lực yếu thôi chứ không đến mức là đọc không được. Thậm chí là thầy còn đưa ra danh sách các em học giỏi và phóng viên dùng từ đánh cháo trong ngoặc kép đó, với những em đọc viết không chạy. Và ông Tài nghĩ sao về cái động thái xử lý này của thầy hiệu trưởng? Để mà có câu hỏi thấu đáo thì chắc là thông tin này chúng tôi phải xác minh thêm để có đầy đủ thông tin. Vì cái việc mà nội dung này thì bây giờ Xuân Tú mới cung cấp, cho nên là tôi thấy rằng là nếu để đưa ra cái lời nhận xét lúc này thì nó chưa thực sự là chính xác. Vâng. Vì vậy trên là chắc là xin biên tập viên sẽ chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin này. Nhưng những cái thông tin gì mà tôi nắm được và chủ động và yêu cầu Đồng Tháp cung cấp thì các cái trường, các thầy cô ở đây là cũng đã có những cái phát hiện và 6 cái em học sinh ở đây thì đã có từng ở lại lớp 1, lớp 2 và cũng đã rèn luyện lại trong hè, cũng đã có những cái danh trong nằm trong danh sách của những em được bồi dưỡng phụ đạo thêm. Như thế rằng là những cái trường hợp này ấy, là đã được thầy cô phát hiện trong quá trình mà thực hiện giảng dạy trên lớp rồi và cũng có giải pháp triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của nhà trường rồi. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở đây là gì? Nếu chúng ta cương quyết hơn trong cách xử lý. Cương quyết hơn ở đây là gì? Nếu như mà chúng ta đã làm hết trách nhiệm của mình trong nhà trường rồi thì chúng ta càng cương quyết hơn. Nếu như chưa đạt thì chúng ta cứ mạnh dạn yêu cầu em đó lưu ban, ở lại lớp. Thì ở đây tôi thấy rằng là cũng có chăng là yếu tố về bệnh thành tích của các cái cấp quản lý. Các cái cấp quản lý người đứng đầu ở đây. Thì nếu mà có thì chúng ta phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và có cái hình thức phê bình để rút kinh nghiệm cho các cái trường hợp khác. Góc độ đó chúng tôi cũng xin chờ tin từ ông Tài cập nhật trong thời gian tới về việc làm rõ trách nhiệm của từng người. Và chúng tôi cũng muốn nói về câu chuyện sự cương quyết nhưng là với bản thân mình. Thưa ông Nam, vào năm 2018 thì hiệu trưởng của trường tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A ở huyện Trần Đề, Sóc Trăng đó, thì đã xin từ chức khi mà thấy rằng ở trường mình có một học sinh lớp 2 mà không biết đọc. Đó cũng là một cái chi tiết mà dư luận cũng rất là quan tâm, mà nó cũng khá tương đương với câu chuyện hiện nay. Thì ông đánh giá thế nào về cái động thái của vị hiệu trưởng của trường Lịch Hội Thượng A vào năm 2018? Tôi nghĩ quan điểm là như thế này.
là rõ ràng là cái người đứng đầu nhìn nhận ra được mình có trách nhiệm ở trong những cái vụ việc, cái điều đấy nó là tích cực. Nhưng mà cái quan trọng là bây giờ là chúng ta là sự việc nó xảy ra thì chúng ta phải xử lý làm nào để cho nó tốt lên. Chứ cũng không phải là chỉ lấy có mỗi cái câu hỏi như là Xuân Tú gợi ý, tức là chúng ta nhìn thấy trách nhiệm mà chúng ta né tránh cái việc là giải quyết nó ở trong những cái thời điểm mà đang nhạy cảm như thế này. Mục tiêu ở đây là bây giờ chúng ta sẽ phải giúp cho em học sinh, những em học sinh mà đang ở trong những cái tình huống rất là nhạy cảm đấy, thì làm thế nào đấy để bảo vệ được cái quyền lợi tốt nhất cho em ấy, ứng xử như thế nào đấy để không có mất các cái cơ hội trong tương lai của em ấy, trong tương lai của em ấy với cái đặc điểm của em hiện tại bây giờ, thì phải đưa ra những cái cách thức giải quyết. Thế còn cái việc mà nhìn nhận được cái trách nhiệm của mình ở trong đó thì tôi nghĩ rằng cái điều đấy là dư luận xã hội cũng hoàn toàn là thông cảm và cũng sẽ có những cái ghi nhận đối với cả các thầy. Nhưng mà cái quan trọng là họ sẽ nhìn nhận xem là các thầy sẽ xử lý và giải quyết cùng với cả các cái cơ quan chức năng tại địa phương như thế nào. Vâng, tức việc xin từ chức sẽ là vế sau của cái động thái giải quyết. Vế trước đó phải là giúp cho các em học sinh đạt được cái quyền lợi của mình trong việc học tập đã. Chúng tôi muốn bàn sâu hơn về những điều mà công văn của Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Tháp đã đưa ra, thưa ông Tài. Công văn thì có nói rõ là có cơ sở giáo dục gây áp lực cho giáo viên bằng chỉ tiêu thi đua không phù hợp, và Sở thì cũng yêu cầu các trường là không giao chỉ tiêu là học sinh lên lớp cho giáo viên và cũng không sử dụng tiêu chí này để đánh giá giáo viên vào thời điểm cuối năm. Ông nhận định gì về thực trạng này ạ? Như tôi đặt vấn đề ban đầu ấy, thì hiện nay đối với cấp tiểu học thì chúng ta đang thực hiện với mục tiêu đó là thực hiện giáo dục tiểu học là bắt buộc. Vâng. Ở góc độ là nếu như người dân trong độ tuổi, sẽ trẻ trong độ tuổi, thì các cái cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn phải có trách nhiệm điều tra và huy động 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp. Vậy khi ra lớp rồi ấy, thì chúng ta thấy rằng là tổ chức một cái lớp học để làm sao đó mà các em học sinh được phát huy hết toàn năng, toàn diện học sinh của mình. Và đánh giá học sinh tiểu học là đánh giá vì sự tiến bộ của các em ngày hôm sau cao hơn ngày hôm trước. Vậy là ở đây là yếu tố của tiểu học là trình độ ở mức phổ cập và là bắt buộc. Nhưng tôi muốn nói lại ở đây là cái việc mà thực hiện phổ cập đấy thì cái độ tuổi các em vào là 100%. Thì sẽ có em hoàn cảnh như thế này, có em hoàn cảnh như thế kia, có em đặc điểm tâm sinh lý thế này, có em đặc điểm tâm sinh lý thế kia. Thì đây một lần nữa tôi rất là mong muốn nhà trường chúng ta làm tốt công tác huy động trẻ ra lớp rồi, nhưng cũng cương quyết và trách nhiệm hơn nữa trong cái việc mà cung cấp thông tin đầy đủ cho các cơ quan chuyên môn nếu như phát hiện những em đó có những vấn đề về học tập, để chúng ta cương quyết hơn. Để làm sao mà cương quyết ở đây là không phải là chúng ta thoái thác trách nhiệm, mà chúng ta đang đảm bảo quyền lợi học tập của chính em đó. Nếu em đó học yếu hơn về năng lực này, yếu hơn về năng lực kia, có một cái môi trường để các em rèn luyện tốt hơn, để các em bị tủi thân, các em lại hoàn thành được nhiệm vụ học tập, được quan tâm nhiều hơn. Và khi em đã vượt qua được cái việc đấy rồi thì các em lại tự tin trong học tập. Chứ còn nếu như mà chúng ta cứ cố gắng gượng vì bệnh thành tích hoặc là vì một cái vấn đề nào đó mà không cương quyết thì chúng ta đang tước bỏ cái quyền lợi học tập của em đó. Thì ý tôi muốn nhấn mạnh ở đây là vì vậy. Vậy nói đến đây ấy, thì chắc chắn rằng qua kiểm tra hoặc là qua cái việc mà thực hiện quản lý nhà nước của mình trên địa bàn thì tỉnh Đồng Tháp, tôi có nghiên cứu cái công văn của tỉnh Đồng Tháp thì có một cái nhận định đó là có những cơ sở hoặc có những hiệu trưởng cơ quan quản lý nhà nước, tức là cán bộ quản lý, vâng, thì có giao các cái chỉ tiêu thi đua cho giáo viên, trong đó có giao chỉ tiêu là học sinh lớp. Thì tôi xin khẳng định là từ điều lệ trường tiểu học hay là các văn bản quy phạm pháp luật của bộ, hay như trường chuẩn quốc gia, hay là quy định về đạt phổ cập giáo dục tiểu học, không có một quy định nào yêu cầu ở mức 100% cái số này. Vâng. Mà chúng ta luôn luôn để một cái tỷ lệ rất hợp lý để có những trường hợp chúng ta phải đảm bảo quyền lợi học tập như cho các em như nó trên. Vâng. Vậy thì ở đây nếu có trường hợp Đồng Tháp đưa ra như thế thì tôi hoàn toàn ủng hộ và rất mong muốn Đồng Tháp phải làm cương quyết hơn. Và nếu mà phát hiện ra thì chúng ta nên có những cái xử lý cụ thể đối với những trường hợp mà giao chỉ tiêu này, và cương quyết từ năm sau trở đi sẽ không để xảy ra tình trạng này. Mà khi không xảy ra tình trạng này thì thầy cô chúng ta nên nhớ đó là đang đảm bảo quyền lợi học tập cho chính các em học sinh, chứ không phải là vì một cái thành tích của cá nhân hay là một đơn vị nào đó mà chúng ta tước đi quyền lợi học tập. Và cuối cùng là học sinh là cái người mà chịu thiệt thòi nhất. Tôi bình luận thêm một chút thôi, tại vì là cái áp lực của các trường đấy, mình cứ đặt ra cái câu hỏi nó đến từ đâu nhỉ?
có khi nó đến từ chính xã hội, từ chính các bố mẹ, chứ con mình mà được điểm thấp thì đôi khi bố mẹ cũng đã không hài lòng đã xin rồi. Chứ đừng nói đến cái chuyện là con mình mà bị xác định là lưu ban ấy, nhiều lúc nó cũng là một cái đấy. Và vì vậy cho nên là sắp tới thì bây giờ đây cái chủ trương là chúng ta đang dạy học và dạy học cá nhân hóa mà. Thế cho nên là ở trong một lớp thì tôi cũng nghĩ rằng là nó cũng sẽ, mặc dầu là đi theo những chương trình chuẩn, nhưng mà cái chương trình học có thể nó cũng có thể cá nhân hóa cho một số những em học sinh hoặc là có những cái đặc điểm nó đặc biệt hơn. Thì cái việc đó thì chắc là cùng với cái quá trình chuyển đổi số, hỗ trợ của công nghệ thì giáo viên sau khi mà được tập huấn thì về sau cũng có thể là đáp ứng được một số những cái yêu cầu mà giảng dạy cho một số em có những cái năng lực đặc biệt về mặt tài năng. Nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng có thể là có một số những em mà học kém. Đấy, điều chỉnh. Nhân bình luận của ông Nam thì tôi cũng có nội dung tiếp theo muốn trao đổi. Có cả quý thính giả đang nghe, nếu quý vị mà có những ý kiến chia sẻ thì quý vị có thể gọi về số 02437919191 hoặc để lại bình luận trên fanpage của chúng tôi nơi quý vị đang xem trực tiếp. Đó là không chỉ bây giờ đâu ạ, mà có lẽ là từ thời của chúng tôi, thời của ông Nam cũng vậy thôi. Cái việc suy nghĩ là nhà mình có con bị lưu ban, không ai muốn cả, không ai vui vẻ gì từ học sinh cho đến bố mẹ đâu. Tuy nhiên, rõ ràng chúng ta thấy là đi học là học cho mình, đúng không ạ? Học là để tiếp thu những kiến thức để phục vụ cuộc sống của mình, chứ không phải là để phục vụ cho thành tích của cha mẹ hay là để nói rằng tôi được lên lớp vào năm sau. Mà quan trọng là học mà chưa giỏi cái gì thì có thể học lại. Đấy là một cái suy nghĩ rất là khách quan. Nhưng rõ ràng suy nghĩ của xã hội và của các gia đình hiện nay là nó quá nặng nề trong việc con của bạn bị ở lại lớp và tạo ra một cái tâm lý rất là sợ hãi cho học sinh, cho giáo viên cũng sợ, gia đình cũng sợ. Với góc độ của một người làm về tâm lý thì ông nghĩ sao về cái suy nghĩ này? Thì tại vì là tôi thì tôi cũng suy nghĩ đơn giản thôi, tại vì là chúng ta vẫn dù sao đi chăng nữa ấy, mặc dầu là nói là không vì thành tích ấy, thì con cái vẫn là cái tài sản quan trọng nhất của cha mẹ, là niềm tự hào của cha mẹ. Vâng. Cho nên là những có những cái gì đấy mà ở con cái nó có khi nó làm sứt mẻ những cái thể diện của cha mẹ ấy, thì cái điều đấy là cái điều mà cha mẹ nhiều lúc là cảm thấy là khó chịu, không thấy vui. Và cái thành tích học tập của con cái là một trong những cái điều mà làm cho cha mẹ cảm thấy tự hào. Và cái việc mà nếu mà con của mình, cái năng lực con của mình có thể là không bằng được bạn này hoặc là bạn khác ấy, thì cái điều đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái có thể là cái vị trí hoặc là cái cảm nhận của cha mẹ rằng là mình có phải, có lẽ là không phải là một người cha mẹ tốt nhất. Chúng ta vẫn đang nói rằng là không nên là so sánh cái đứa trẻ với những cái người bạn khác, mà phải là so sánh với chính bản thân em ấy, xem là những cái ngày sau thì các em ấy đã học thêm được những cái gì, tiến bộ ra sao. Nhưng mà nếu mà nói thực lòng thì tôi vẫn nghĩ rằng là quý vị chúng ta có thể mới chỉ nói được như vậy về mặt nhận thức thôi, chứ còn trong thái độ hoặc trong hành vi nó vẫn đang có một cái sự so sánh. Và đôi lúc là cái áp lực về thể diện của cha mẹ nó lại đang dồn lên những cái đứa con, làm cho những cái đứa trẻ nó nhìn cái việc học ấy nó trở thành áp lực chứ không phải là một cái hứng thú nữa. Tôi xin được nói thêm một chút chỗ này là bản thân tôi thì gần đây thì có đi gần đến là 13 tỉnh trên các cái địa bàn vùng miền khác nhau. Thì có những cái tình huống, ví dụ cái tình huống thứ nhất tôi gặp đó là khi vào một cái lớp học thì thầy cô đúng là đang triển khai các cái việc phương pháp dạy học cũng như là tiến độ bình thường. Nhưng có một em học sinh ấy, thì tôi phát hiện ra là cái nhiệm vụ học tập của em nó vượt, tức là hơn hai bài so với cái bài mà đang học trên lớp. Thì tôi có hỏi cô giáo thì cô giáo nói rằng là thưa thầy là phụ huynh đến tận nơi gặp là đề nghị cô giáo giao thêm bài cho em này về nhà, và chính gia đình người ta lại là cái người mà dạy cho em nó trước bài. Mà người ta quên mất rằng là nếu như chúng ta làm cái đó là một cái việc làm phi phương pháp. Và giống như một cái trái cây để nó chín một cách tự nhiên còn hơn là chúng ta thúc chín ép. Đó là tình huống thứ nhất mà chúng ta cũng thấy rằng là rất cần sự chia sẻ của phụ huynh. Và cái việc này nếu đứng một góc độ nào đó thì giáo viên rất khó từ chối. Đấy, trên rất mong là các bậc phụ huynh về chia sẻ. Cái tình huống thứ hai mà tôi vô cùng chia sẻ, khi tôi đi Hà Giang vào một cái lớp học sinh ấy, có 24 em thì có một em học sinh. Nếu như bây giờ cô giáo hướng dẫn lần một trong thời điểm khoảng 5 phút thì em đó đọc rất tốt. Nhưng khoảng 5 đến 10 phút sau thì em đó lại không thể đọc được lại cái bài đấy nữa. Đấy, thì đây trong cái yếu tố tôi tò mò về, tôi tìm hiểu cái đặc điểm sinh lý, thì đây là một trong những cái hội chứng gọi là trí nhớ nhanh quên. Và nếu như đây thì nó lại cần một cái phương pháp giáo dục khác chuyên biệt để cho em nó khẳng định lại cái việc hình thành cái trí nhớ đấy. Còn nếu mà cho em nó học ngay trong cái lớp đấy thì vào lớp cái là cô giáo nói ngay là thưa thầy, ở đây có một bạn học sinh mà em không làm cách nào
để cho em đó nhớ được cái bài hôm trước và bài hôm sau trên bài. Bây giờ em đó ngồi riêng một bài và cô giáo giao riêng một nhiệm vụ. Vậy thì lúc này thấy rằng là cô giáo rất là có trách nhiệm. Nhưng nếu chúng ta mà chỉ nhìn một cái lát cắt bình thường thôi mà không tìm hiểu nguyên nhân, thì có khi cuối năm này em học sinh đó lại được đánh giá là học xong lớp 1 nhưng chưa đọc biết viết, mà quên mất rằng là những cái công lao, những cái cố gắng của chính cô giáo đó phát hiện lại cho chúng ta quên đi mất. Mà chính phụ huynh học sinh đó cũng đã biết được cái việc này. Đấy, nên là rất mong là chúng ta cũng có những cái cách nhìn nhiều chiều. Và quay lại ở đây là lại là phân loại đối tượng để làm sao đó có nhiều cái môi trường học tập khác nhau để đảm bảo quyền lợi học tập trẻ. Thì tôi cũng có chia sẻ thêm một câu chuyện giống rất là đồng cảm với cả thầy Tài ấy, là ví dụ như tôi làm ở trong cái lĩnh vực về mặt tâm lý, có những em là trong cái quá trình sinh ấy, bị thủy não nhẹ, cho nên là vận động của các em là các em không thể nào mà viết được theo đúng cái tốc độ của tiểu học. Nhưng mà cái năng lực trí tuệ thì lại rất là tốt, đọc thì rất là nhanh. Thế thì ở đây nếu mà cứ theo đúng cái trình độ mà gọi là phải viết là 1 phút viết được bao nhiêu từ là em ý thua luôn đấy. Nhưng mà cô giáo thì lại rất là linh hoạt, là cô chuyển sang là dưới dạng là kiểm tra tất cả các bài của em, là cho kiểm tra miệng hết, không phải là dùng tay viết nữa. Thì đấy là một cái cách thức mà cô điều chỉnh thôi, nhưng mà nó vẫn là giúp cho các em ý có thể là không bị tự ti khi so sánh với cả các bạn khác. Cái đấy là những cái trường hợp mà tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ về sau ấy, bản thân người giáo viên bây giờ nó càng quan trọng, có khi phải trở thành cả nhà giáo dục, cả nhà tâm lý luôn để nhận xét và nhận biết được những cái vấn đề đó và có những cái điều chỉnh về mặt phương pháp một cách phù hợp. Dạ, vâng. Với tất cả những chia sẻ vừa rồi, nếu quý vị có đồng cảm hoặc có thêm những ý kiến muốn chia sẻ phản biện, quý vị hãy gọi về số 02437919191 của chúng tôi. Thực sự chương trình hôm nay đang rất là mong chờ ý kiến của chính quý vị, những người phụ huynh. Tiếp tục với một nội dung nữa, đó là một trong những cái phương án mà nhà trường đưa ra để giải quyết trường hợp học sinh không biết đọc viết đó, thưa ông Tài, là cử giáo viên kèm các em. Nhưng mà chúng tôi thấy là có những trường cử giáo viên cấp 2 để kèm các em. Tôi thấy nó khá bất cập. Vì học sinh học lớp 6 rồi, giáo viên dạy cấp 2 thì rất là khó để dạy các em đọc viết như là giáo viên cấp 1. Ông có thấy thế không ạ? Thật ra thì tôi có tìm hiểu sâu các cái các trường hợp này, thì chúng ta phải nên nhớ là các em đã qua cái, tức là đã nắm được các cái phần kỹ năng về âm vần. Và hiện nay là các em đọc chậm chứ không phải là không đọc được. Đấy, thứ hai là viết chậm chứ không phải là không viết được. Đấy, vậy thì bây giờ trong cái chương trình của cái cấp 2 hay cấp 1 ấy, thì cũng có những thầy cô giáo chúng ta có thể làm được là làm sao đó rèn cho các em thêm cái kỹ năng về đọc hiểu đọc viết, hay là thêm cái kỹ năng về toán hoặc là về các cái nhận thức khác. Đấy, thì ở đây ấy, thì tôi cũng có tìm hiểu sâu là cái việc phối hợp giữa cái trường trung học cơ sở đấy và cái trường tiểu học ấy là đang cùng làm việc này. Vâng. Đang cùng làm việc này, và đây cũng được quy định trong cái chương trình mà xóa mù hoặc là phổ cập trên địa bàn đấy. Thế thì có một lời khuyên đối với các thầy cô mà có rơi vào tình huống như thế này, thì chúng ta nên có những cái giải pháp linh hoạt. Ví dụ như là có những cái buổi học phụ đạo riêng cho những cái em đối tượng tương tự như thế này. Và chúng ta phải xác định đây là cộng đồng trách nhiệm. Cộng đồng trách nhiệm là giữa tiểu học và trung học cơ sở. Để làm sao? Nếu như các cô trung học cơ sở mà tiếp cận ấy, thì nó có một cái lợi thế là khi mình dạy phụ đạo cho em đó thì mình sẽ kết nối được cái việc dạy phụ đạo và các cái việc trên lớp luôn. Còn nếu chúng ta tách biệt rằng là gì? Chưa biết đọc, biết viết hoặc là học chậm, viết chậm lại giao cho tiểu học, thì hai cái việc làm nó độc lập và cuối cùng là em đó là bị áp lực. Cho nên nếu lúc này, nếu giả sử như chúng ta linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện, vừa là tăng phụ đạo nhưng mà vừa để hoàn thành cái nhiệm vụ học tập trên lớp, thì chúng ta cố gắng làm sao đó lồng ghép hai cái nhiệm vụ này một cách rất là thích hợp, thì em nó không bị áp lực và không bị tự ti. Và chắc chắn rằng là nếu giả sử ngoài cái yếu tố về tâm lý hoặc là có yếu tố về mặt yếu tố khuyết tật ở đây, nếu mà chúng ta loại bỏ trường hợp đó đi, thì chắc chắn với những cái tình cảm, với những cái trách nhiệm, thì tôi tin rằng là các thầy cô sẽ tạo lại cái tự tin cho em đó, và trách đậm cộng đồng trách nhiệm giữa tiểu học với trung học cơ sở. Thì chúng ta cứ mạnh dạn, nếu em đó chưa đủ đạt được cái chuẩn thì chúng ta cứ mạnh dạn cho em ở lại. Vâng. Nhưng mà với điều kiện là phải cố gắng làm sao cho em đó tự tin lấy lại hứng thú học tập. Chứ không lại rơi vào tình huống thứ hai là em đấy lại là chán nản, rồi là tự ti với bạn bè, cuối cùng là bỏ học đi. Thì lại là đang đẩy một cái giải pháp giáo dục đi vào một cái tình huống mà chúng ta không mong muốn nhiều hơn. Vâng. Đấy, thì đây là rất là mong thầy cô chúng ta cố gắng để làm cái giải pháp linh hoạt. Vâng.
trong những gì ông Tài vừa nói, sự tự ti rồi sự chán nản bỏ học, chúng tôi cũng muốn bổ sung thêm là có những trường hợp học sinh không tự ti không bỏ học đâu, nhưng em lại thành những học sinh cá biệt, thậm chí như thành đàn anh đàn chị trong lớp khi mà học cùng các em cấp dưới. Vậy thì câu chuyện này sẽ cần được giải quyết theo hướng nào cho phù hợp nhất ạ thưa ông Nam? Thực tế ra là làm như thế nào để cho các em đến trường ấy, cảm thấy là được hạnh phúc. Vâng. Thì có nghĩa là bây giờ em đang có một số điểm yếu. Mà tất cả giáo viên, rồi bố mẹ, rồi tất cả bạn bè, người lớn ở trong lớp chỉ chú ý vào cái điểm yếu của em thì làm sao mà nó thích cái trường học được. Và làm sao, và bây giờ coi như là cô giáo dạy kèm các con, nhưng mà các con hiểu là mình dốt, cho nên là cô giáo mới phải mất công dạy kèm thế này. Thế làm sao mà nó có cái động cơ để nó học được. Cái quan trọng là bây giờ phải tìm ra được là con có những cái điểm mạnh gì. Bắt đầu từ những cái điểm mạnh, từ những cái sở thích đấy của bạn ấy, để mà hướng cái sự chú ý của bạn. Đấy, con đang có những cái điểm này là con cũng tốt hơn các bạn nhé. Thì là đấy là một cái mà để cho các bạn ấy khỏi gọi là tự ti đấy, và bắt đầu tự tin hơn. Khi mà tự tin hơn rồi thì bắt đầu cô giáo mới có thể là đưa ra các cái phương pháp mà để có những hướng dẫn, hoặc là kèm con học thêm. Nhưng mà kèm con học thêm thì cũng phải xác định luôn là như này, đối với cả những em này nó sẽ có một số những cái điều chỉnh về mặt yêu cầu. Ví dụ như là để đạt được một cái yêu cầu giống như các bạn khác thì được ưu tiên thêm về thời gian để cho em ấy làm đạt được cái mức đấy. Hoặc là ví dụ như là nếu mà gọi là cùng một cái khoảng thời gian mà phải coi như là hoàn thành các cái nhiệm vụ, thì mình hạ bớt cái số lượng cái nhiệm vụ, các cái bài tập đi, để cho vừa sức của các em. Tức là nó phải dần dần, nó phải đi theo cái gọi là đặc điểm hiện tại của các con. Các con bây giờ vẫn biết đọc biết viết nhưng mà nó chậm thôi, thì bây giờ phải ưu tiên về những cái câu chuyện như vậy. Nếu mà gọi là các con mà có những cái đặc điểm khó khăn hơn, nó liên quan đến rối loạn học tập các thứ, thì thậm chí còn phải đề xuất ra là có một cô vẫn dạy lớp bình thường, nhưng mà có một cô giáo khác mà sẽ được gia đình hoặc là nhà trường cùng phối hợp đưa ra cái quyết định xã hội hóa thế nào đấy, ngồi cạnh ở trong lớp cạnh em ấy, ngồi kèm và phải đưa ra những cái hướng dẫn cho các em ấy. Tức là cái cách thức để giúp ấy, nó phải đến tận cùng thì phải phân tích được đến như vậy ạ. Dạ vâng. Đó là câu chuyện chắc chắn là sẽ cần thời gian dài, nhưng không thể nào mà ngay ngày mai thực hiện ngay được. Và chúng tôi có thêm một vấn đề nữa muốn đưa ra bàn luận ở đây. Thưa ông Tài, khi mà nói về các kỳ kiểm tra sát hạch đó, thì chúng tôi cũng tìm hiểu thì theo thông tư 30/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo điều 15 có ghi là tổ chấm thi thì phải gồm giáo viên trung học cơ sở nơi mà nhận học sinh lớp 5 và lớp 6 để tham gia đánh giá năng lực của các em. Dư luận cũng đặt câu hỏi là đã có những giáo viên như vậy chấm kỹ như vậy mà vẫn để xảy ra tình trạng lọt những học sinh mà đọc không tốt, viết không tốt vào được lớp 6. Rõ ràng là cũng có rất nhiều dấu hỏi ở đây. Ông nghĩ sao về cái băn khoăn này của dư luận? Thật ra thông tin mà Xuân Tú đưa ra là nó mới được một ý thôi. Tôi muốn khẳng định lại đây là trong cái chỉ đạo ấy, thì chúng tôi muốn tạo ra một cái sự cộng đồng trách nhiệm và hiểu đối tượng. Tức là giáo viên lớp 1 trên địa bàn trước khi nhận tuyển sinh, nhận cái đối tượng các em mẫu giáo 5 tuổi, thì các cô ở học kỳ 2 của năm này bắt đầu xuống sinh hoạt chuyên môn cùng với mẫu giáo 5 tuổi. Để biết được là chương trình mầm non 5 tuổi các em đang học cái gì. Đấy, đang học cái gì lúc này là về chữ cái thì các em biết nhận biết chữ cái thế nào, con số thế nào. Và lúc này các em là nhận biết ở mức độ nào. Và về vận động, về nhận thức thì các em thế nào. Và đó là cái cách mà chúng ta đang thấy rằng là từ chương trình mầm non thì các cô mầm non đang làm như thế. Vì tiểu học phải hiểu và chứng kiến những cái việc làm đó của mầm non. Thì chúng tôi vẫn ngầm hiểu đây là chính là đang bàn giao chất lượng. Nhưng mà chính xác là đang sinh hoạt chuyên môn cục để hiểu đối tượng, thì đó là giữa cấp mầm non lên tiểu học. Vâng. Thứ hai là lớp 1 xong thì lớp 2 đã xuống để mà nhận cái bàn giao chất lượng của cái lớp 1 lên. Vậy là trong cái việc mà tổ chức sinh hoạt chuyên môn giữa lớp 1, lớp 2 là đã có cái sự bàn giao rồi. Vậy từ lớp 1 cho đến lớp 5 là đã có cái sự quản lý trong cấp đó năm rất là chặt chẽ rồi. Còn từ trung học cơ sở thì ngay học kỳ 2 thì giáo viên trung học cơ sở xuống để cùng với giáo viên lớp 5 ấy, sinh hoạt và tìm hiểu về đánh giá, tìm hiểu về các cái chuẩn kiến thức theo chương trình và tìm hiểu cái ma trận đề và tham gia cùng thảo luận ra cái ma trận đề đấy. Như thế thì cái việc làm này, nếu chúng như đầu tiên trình tôi nói rằng là nếu chúng ta làm đúng, cương quyết đó, thì chúng ta chắc chắn rằng là những trường hợp này sẽ không có. Nhưng ở đây có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là các thầy cô làm hình thức không đến nơi đến chốn, chưa thể hiện hết trách nhiệm, thì lúc này trách nhiệm thuộc về phòng giáo dục và đào tạo
tại chính cái địa bàn đấy, không kiểm tra, không giám sát, không ban hành kế hoạch để làm việc này thật tốt. Và nếu phòng giáo dục ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai rồi thì chính hai hiệu trưởng của hai người, hai cái trường này là phải chịu trách nhiệm trước. Còn nếu tình huống mà chúng ta đã làm rồi phát hiện ra, như lúc tôi đã ban đầu, là vẫn có danh sách là thầy cô giáo bộ môn chúng ta là phát hiện ra là có trường này em là có vấn đề về học tập và học sự học lực là yếu kém chẳng hạn như thế, và báo lên cho hiệu trưởng rồi nhưng hiệu trưởng vi bệnh thành tích, mà thì lúc này trách nhiệm chính là của hiệu trưởng. Và rõ ràng quy trách nhiệm như thế. Thì nói một câu chuyện ở đây chúng ta thấy rằng là về một cùng là một chỉ đạo, cùng là một quy định, nhưng tại sao lại xảy để xảy ra nơi này, để xảy ra nơi kia, thì chúng ta cũng phải nên đi đến cùng trách nhiệm là giáo viên đã làm tốt chưa, hiệu trưởng đã chỉ đạo chưa, hay là có khi hiệu trưởng cương quyết rồi mà có những cái quy định của ngành tại cái huyện đấy, phòng giáo dục đấy, lại rằng là thấy không để lưu ban cái việc này, thì lúc này lại làm trách nhiệm của cái chỉ đạo của ông phòng giáo dục ở đấy. Thì tôi tin rằng là các cái vấn đề hướng dẫn của ngành ấy, thì tôi đã trực tiếp trao đổi với Sở Giáo dục của Đồng Tháp. Thì đa số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thì các trường đã làm nghiêm các cái việc này. Tuy nhiên để xảy ra các cái 6 cái trường hợp mà các em học sinh mà tại cái trường trung học cơ sở Tân Mỹ đấy, thì chúng ta cần đề nghị Sở Đồng Tháp có những cái tìm hiểu đến tận cùng các cái quy định của ngành để xem thử là nguyên nhân ở đâu, xảy ra khâu nào, thì chúng ta phải rút kinh nghiệm ngay và có cái phương án khắc phục. Và khắc phục trước mắt là làm sao cho các em học sinh được đảm bảo quyền lợi học tập và tiến bộ hơn. Chứ không phải là chúng ta cứ xử lý, đặt vấn đề xử lý. Tôi rất là đồng cảm với thầy Nam là lúc này chúng ta đưa ra ở đây là lấy học sinh làm trọng tâm, để vấn đề là tìm ra cái giải pháp mà các em học sinh đấy được khắc phục ngay. Nhưng mà lại là không để xảy ra các em học sinh sau cũng tương tự như thế. Rồi lúc đó chúng ta mới tính đến là câu chuyện sai ở khâu nào thì xử lý ở khâu đấy. Vâng, xin cảm ơn ông Tài ý kiến vừa rồi. Chúng tôi muốn nhờ ông Nam chia sẻ cụ thể hơn như đã nói ở phần đầu chương trình đó ạ. Bây giờ là làm sao để cho, vì rõ ràng chúng ta không thể phó mặc cho một cô giáo đứng lớp giúp cho toàn bộ mấy chục học sinh, em nào cũng có thể hoàn thiện được hết cái nội dung học tập của mình. Vì có những em học chưa tốt là vì vấn đề bệnh lý, về những cái vấn đề bẩm sinh thôi. Thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn với khán giả cũng như các thầy cô được biết được không ạ? Thì thực ra là nếu mà ở cái khía cạnh về bệnh lý ở đây thì tôi cũng sẽ chỉ xin phép là chia sẻ là như thế này. Có những em thì là có những cái khuyết tật trí tuệ rõ ràng, tức là cái điểm IQ của các em ấy dưới 70. Thì với những em đấy khi mà học ở trong các cái lớp học Hòa Nhật là các em ấy có được cái giấy chứng nhận mà thậm chí của ngành rồi là của bệnh viện nữa cơ, xác nhận của bệnh viện. Thì với những cái trường hợp đó ấy, thì thường là giáo viên là có thể là tạo điều kiện cho các em tham gia các cái lớp học Hòa Nhập, vì cái xu hướng ấy, kiểu như giống như là điều trị về bệnh nhân tâm thần bây giờ ấy, thì họ cũng là xu hướng là điều trị ở trong cộng đồng và về gia đình thôi, chứ còn không có để nhốt ở trong bệnh viện tâm thần, tại vì nó có khi là nhiều lúc nó còn nguy hại và hệ quả nó còn tồi tệ hơn là gọi là không điều trị nữa. Thế thì cái nguyên tắc là đối với cả những em khuyết tật thì là chúng ta có thể là ứng xử được là như thế. Nhưng mà có một số em mà coi như là nó không có đáp ứng các cái tiêu chuẩn về khuyết tật, tức là nếu mà đến gọi là bác sĩ tâm thần để mà khám đánh giá thì là IQ của các em không ở trong cái mức độ là chậm phát triển, nhưng các em có những cái khó khăn học tập mang cái tính chất là đáng kể và nó không thể bằng những cái biện pháp thông thường để có thể là giáo dục các em ấy được. Thì thường là chúng tôi trong cái ngành tâm lý của chúng tôi thì là có cái nhóm đấy được gọi là nhóm rối loạn học tập. Và có ba cái nhóm chính, đấy là cái nhóm khó đọc, khó viết và khó tính toán. Thì nó thể hiện qua rất là nhiều những cái biểu hiện mà ở ngay trong cái bậc tiểu học này ấy là đã xuất hiện rồi. Ví dụ như là đọc từ thì thiếu chính xác này, chậm rồi ngắc ngứ thì khó hiểu nghĩa của từ, đánh vần thì khó khăn, diễn đạt bằng chữ viết cũng khó khăn. Rồi là rối loạn về biểu tượng chữ B, chữ D và chữ Q. Nhưng mà các em ấy bị loạn về mặt không gian ấy, cho nên là ba chữ đấy là giống nhau, viết lúc nào nó cũng sai hết, cho nên dẫn đến là viết hình ảnh nó méo mó, rồi là không đúng kích cỡ, viết thì xấu khó đọc, rồi viết rất là nhiều lỗi chính tả do bị nhầm lẫn như vậy. Thì tất
cả những cái đó ấy, thì nếu mà cô giáo không hiểu, cô giáo vẫn dạy theo các cái phương pháp bình thường ấy, thì cũng sẽ không có đạt được cái hiệu quả. Mà nếu mà các cô giáo lại bị một cái áp lực rằng là gì, cô đã dạy rồi nhưng mà dạy không tiến bộ, thì có nghĩa cái đấy nó là lỗi của cô, thì lúc đó thì rất là dễ có những cái hiện trạng là áp lực, là để làm cho cô có thể là phải thôi cũng phải giơ cao đánh khẽ đấy cho các cháu đấy. Thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nếu những cái dịch vụ mà hỗ trợ cho những cái em mà có những cái vấn đề khó khăn về học tập hiện tại là bây giờ là chúng ta chưa có nhiều. Thì thường là chỉ hỗ trợ là nếu mà ví dụ khiếm thị, khiếm thính thì chúng ta có những cái trung tâm khuyết tật nó rõ ràng rồi, hoặc là khuyết tật về mặt trí tuệ thì chúng ta cũng rõ ràng rồi. Nhưng mà đối với cả những em như thế này là không có. Và tôi nghĩ rằng là một trong những cái giải pháp bên cạnh những cái giải pháp giáo dục ấy, thì nó có phải có những cái giải pháp về liên quan đến cái công tác tư vấn tâm lý học đường, nó phải thực sự là nó được triển khai và nó đi vào bản chất. Trong đó thì là có một cái số những công cụ sàng lọc để phát hiện sớm những cái trường hợp nếu có ở đây nhé, là khuyết tật học tập thì sẽ phải có phát hiện sớm. Và sau đó thì cũng phải tư vấn được cho các cái giáo viên về những cái cách thức mà ứng xử với các em phù hợp, và kết nối với cả các cái dịch vụ hỗ trợ về giáo dục đặc biệt ấy, để hỗ trợ cho đảm bảo cái quyền lợi của các em tốt nhất. Vâng, xin cảm ơn ông Nam. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi thì cũng nối tiếp thêm những thông tin mà quý vị đã từng được nghe cái đây vài hôm mà chính ông Nam chia sẻ trên mạng xã hội về cái câu chuyện này. Vâng. Chúng tôi cũng muốn tiếp nối thêm thôi để quý vị phụ huynh hiểu thêm. Và một vấn đề nữa, chúng tôi thấy ông Tài khá là tâm đắc về những hình ảnh của những giáo viên rất là cần mẫn và thực sự trách nhiệm giúp cho học sinh đạt được những cái điều mà các em xứng đáng được nhận. Và những hình ảnh của những giáo viên, các thầy cô ở trên vùng bản cao xa xôi khó khăn và đến tận nơi để dạy con chữ cho các em, cũng thấy là cũng vất vả nhưng mà vì học trò thôi. Và những cái trường hợp mà học sinh không biết đọc viết hoặc là đọc viết kém chúng ta bàn đến thì đa phần là học sinh của gia đình khó khăn cả, hoàn cảnh rất là khó. Vậy thì chúng ta nên có những cơ chế hỗ trợ hay những cái sự động viên như thế nào để các thầy cô làm tốt hơn nữa công tác giáo dục của mình trong thời gian tới ạ? Trước hết thì cũng xin được cung cấp với quý vị khán giả và hai biên tập viên cũng như là với thầy Nam là hiện nay tiểu học ấy, thì nếu mà nói là thực hiện cái nhiệm vụ phổ cập thì 100% các tỉnh là phổ cập đạt ở mức độ 2. Mức độ 2 tức là chúng ta đang làm tốt công tác điều tra trẻ trong độ tuổi để huy động ra lớp, hầu như là 100%. Cái thứ hai là cái số các em bỏ học là hầu như không có. Vậy thì chúng ta nói rất nhanh hai cái con số này thôi. Nhưng mà để đến các cái bản vùng cao là độ tuổi, khi một em bé trong độ tuổi để lấy được số tên tuổi bố mẹ rồi làm giấy khai sinh để biết được năm nay trên địa bàn này là bao nhiêu học sinh vào lớp 1, thì nó có cả một cái phiếu điều tra và cả một cái hồ sơ, và có khi cô giáo đó đi đến 5-6 lần mới gặp được gia đình. Wow. Đấy, và chúng tôi rất là cảm động khi mà đi kiểm tra phổ cập. Tuần trước tôi mới đi Cao Bằng vừa xong. Thì đến khi mà đi cùng với cô giáo, đến với một nhà dân để chứng minh rằng là cái việc điều tra này là cô giáo làm thực tế. Thì cô giáo này đến nhà giống như là về nhà. Tức là có nghĩa rằng là khách đến nhà, cô giáo tự vào nhà biết ấm nước ở đâu, bát ở đâu, lấy ở đâu. Và giao tiếp với phụ huynh như là một người thân. Thì tôi nghĩ rằng cái này chắc là chúng ta phải ghi nhận và phải trân trọng ghi nhận các cái thầy cô đang làm cái công tác điều tra phổ cập. Cái thứ hai là học sinh không bỏ học. Không bỏ học ở đây hai yếu tố. Một là động lực của các em. Thì tôi thấy rằng là khi chúng ta cứ hình dung là một học sinh ra lớp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, khi đó các em chưa nói được tiếng Kinh rõ. Và cũng là nối với những cái trường vùng sâu vùng xa như thế thì là các em phải lại trường buổi trưa. Thì không phải gia đình nào hay là em nào cũng được hỗ trợ cái tiền ăn trưa hay là tiền bán trú đấy. Thì chính cô giáo là cái người ở cùng như là bố mẹ để là chăm lo ăn uống, và thậm chí có những em vào lớp 1 tại vì đưa em đi theo đến để cùng ăn với mình. Vì nếu mà không đưa em đi theo thì bố mẹ lại không cho em đi học. Tức là không ai trông em. Và rất là cảm động những cái hình ảnh như thế, thì lúc đó đúng là hình ảnh cô giáo như mẹ hiền chúng tôi rất là thấu hiểu. Vậy thì cái việc mà cống hiến đấy thì cũng xin được chia sẻ một cách rất là thật, là hiện nay những cái cống hiến đấy thì nhà nước, đảng và nhà nước, và đặc biệt là chế độ của địa phương thì cũng có quan tâm. Nhưng nếu để mà đánh giá được cái sự cống hiến đó thì tôi nghĩ rằng là chắc chúng ta phải cần có những cái chế độ chính sách tăng cường hơn. Thì hiện nay ngành thì cũng đang tổng hợp và đánh giá những cái đặc trưng sản phẩm lao động của giáo dục
đối với những cái vùng sâu, vùng xa như thế. Từ một em học sinh chưa biết đọc, biết viết qua 5 tháng, 7 tháng, bây giờ các em đứng để đọc, đó là một cái sản phẩm mà tôi cho ra là một rất là kỳ diệu, mà chính công lao của các cô. Còn xin được nói thêm ở đây là nếu khi mà chúng ta nghiên cứu và tiếp nhận cái hồ sơ phổ cập và ngay hồ sơ của lớp 1 của trường tiểu học, thì giáo viên và trường tiểu học đã chỉ rõ ra là trong trường này, giả sử có 300 em thì có bao nhiêu em là gặp vấn đề khó khăn trong học tập, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ và có chừng này em có thể không hoàn thành nhiệm vụ. Danh sách cụ thể được báo về các cơ quan liên quan. Nếu làm đúng thì Ủy ban Nhân dân các cấp, ở đây tôi đang nói muốn cấp huyện, nếu như làm đúng thì chúng ta thấy rằng là Ủy ban Nhân dân cấp huyện tiếp nhận thông tin này và sẽ có những cái điều tra sàng lọc và có hồ sơ về y tế để khẳng định những cái đề nghị của các cái nhà trường. Vậy thì có một nhiệm vụ mà tôi lại muốn khẳng định là chúng ta phải cương quyết, thầy cô giáo tiểu chúng ta phải cương quyết hơn. Các thầy cô đã cung cấp danh sách rồi, những em nào phát hiện khó khăn trong học tập, em nào có khả năng hoàn thành nhiệm vụ học tập, có những em các thầy cô chúng tôi đã thấy danh sách là không thể hoàn thành nhiệm vụ học tập, các thầy cô đã đưa vào danh sách, thì những chỗ này chúng ta phải cương quyết báo về các cơ quan quản lý, ở đây là phòng giáo dục, báo về Ban Nhân dân huyện, và cái cơ quan sát nhất ở đấy là phòng lao động thương binh xã hội, là cơ quan bảo vệ quyền và trẻ em. Thì lúc này chúng ta phải đứng ra để họp liên ngành để có những cái đánh giá, vì nếu chúng ta chỉ làm việc với phụ huynh thì chắc chắn phụ huynh không bao giờ công nhận con em mình gặp khó khăn vấn đề đó. Đây là tâm lý bình thường. Trên là chúng ta cần phải làm mạnh hơn cái việc này. Thì lúc này vừa đảm bảo quyền được học của các em và chúng ta đỡ vất vả hơn trong cái quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Dạ vâng, và cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho ông Nam. Khi mà ông ta nhắc tới gia đình đấy, thì thường là một cái vấn đề chung của các gia đình rồi, đó là cái yếu tố tâm lý, rồi yếu tố về việc là sự khó chấp nhận hiện thực. Gia đình cần phải chú ý những cái điều gì để chúng ta cải thiện một phần nào đó thôi câu chuyện hiện nay? Thực ra thì các cha mẹ chúng ta suy nghĩ xem là bây giờ bố mẹ muốn con mình được cái gì, muốn trở thành một cái người hạnh phúc trong cuộc sống về sau, thành công trong cái cuộc sống về sau, hay chỉ là coi như là lên lớp để cho bằng bạn bằng bè. Thì ví dụ như qua những cái câu chuyện mà ngày hôm nay mà chúng ta chia sẻ này đấy, thì có lẽ là cái việc mà mỗi phụ huynh có thể nhìn ra được rằng là các em ấy phải ngồi ở một cái lớp học mà các em ấy không có học được, không hiểu được, thì có khi nó lại mang lại cái sự tổn thương về mặt tâm lý nó lại nhiều hơn. Đấy, thế cho nên là cũng chỉ qua câu chuyện này là mong các bậc cha mẹ chúng ta nhìn lại về cái bản chất mà cái mà chúng ta sẽ mong muốn là con chúng ta đạt được cái gì. Thế còn đối với cả các thầy cô và nhà trường, qua cái câu chuyện ngày hôm nay này, thì tôi tự nhiên là bỗng nhớ lại là bây giờ muốn học trò ở trên lớp hạnh phúc ấy, thì cuối cùng là các giáo viên phải hạnh phúc đã. Mà muốn các giáo viên hạnh phúc ấy, thì là hiệu trưởng cũng phải hạnh phúc cái đã. Nên là để cho những cái sự kiện nó như thế này nó không xảy ra nữa, để cho cái công tác giáo dục của chúng ta thực sự tập trung vào trẻ em, thì tôi chúc các thầy hiệu trưởng sẽ có nhiều hạnh phúc trong cái công việc của các thầy. Chúc tất cả các thầy cô, giáo viên cũng sẽ gặp nhiều hạnh phúc, và qua đó thì hy vọng là sẽ truyền tải được những cái cảm xúc hạnh phúc đấy đến cho từng học sinh. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia và chia sẻ những ý kiến rất là quý báu với chương trình hôm nay. Và hy vọng là qua một tiếng vừa rồi, quý vị cũng đã có thêm cho mình những góc nhìn, những thông tin liên quan đến những câu chuyện mà chúng ta bàn luận hôm nay. Tuần sau, chúng tôi sẽ trở lại với những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em. Và qua số điện thoại 111, rất mong được ghi nhận những cuộc gọi của quý vị để sớm can thiệp, bảo vệ, đảm bảo quyền lợi cho trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Từ tháng 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động. Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em